xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo, em sẽ làm một đoạn clip giới thiệu về một mẫu súp của dòng JBL. Bên em mới về được một sản phẩm dòng súp điện nhé, súp điện 30 hàng JBL của Mỹ xịn nhé, sản xuất tại Mỹ. Đây, mời các bác chiêm ngưỡng ngoại hình của một chiếc súp. Bên em lại mới về được một quả súp này, rất hiếm nhé, rất hiếm khi về. Đây là các bác xem thông số kể cả e căng đều được in, dán một cái giấy để in thông số. Thông số này em cũng không biết nó là thông số gì, nhưng mà nó là xịn nhé. Chắc là có thể là in trùng theo thông số của thùng. Và đây là mặt ngoài của một dòng loa JBL nhé, với chất màng đặc trưng của dòng JBL, rất đẹp nhé. Đến những chiếc gân vẫn còn zin nhé các bác nhé, hàng của Mỹ xịn, nó làm rất chi tiết, rất tinh tế nhé. Với thùng màu đen nhé, màu đen vân gỗ nhé, fork vân gỗ màu đen rất đẹp nhé. Và đây mời các bác ngắm chi tiết về nội thất của dòng loa súp. Đã, mời các bác xem nhé. Với dòng súp này nó sở hữu bát 30 và từ kép nhé, từ kép. Và đặc biệt của dòng súp này thì nó chạy 4 dây vào dây bát, nó cũng là vẫn là côn 4 lớp thôi. Mà đặc biệt của dòng súp này thì nhà thiết kế của hãng JB thì vẫn là côn 4 lớp, nhưng mà nó chạy chiết xuất ra 2 đầu dây, 4 đầu dây, đầu dây 2 đầu dây của phần côn côn trong và 2 phần dây của phần côn ngoài, thì nó côn 4 lớp để tạo sự uy lực về tiếng chất âm trầm của dòng súp này. Nó rất tuyệt vời. Và những sơ qua, những bác nào mà chơi đồ Mỹ thì các bác cũng biết, chỉ cần nhìn sơ qua cái phần chất liệu bông với phần bông thủy tinh, bông này nó rất dặm nhé các bác nhé. Bác nào mà có tháo ra thì khi sờ vào lớp bông này nhớ lên rửa tay nhé, không lại ngứa gãi, càng gãi càng ngứa nhé các bác nhé. Bông thủy tinh nó rất dặm, cũng rất chất nhé các bác. Chơi đồ Mỹ thì nhìn những cái lớp sắt từ này. Lớp sắt từ các bác nhìn biết nhé, cái màu mạ đặc trưng của dòng Mỹ. Và đặc biệt của đây, là phần củ này. Củ nguồn là vuông nhé, xịn nhé. Hàng xịn của Mỹ, họ làm rất tinh tế và rất chi tiết nhé. À, với cầu chì, những lớp cầu chì bảo vệ phần điện. Phần điện, đây là phần tụ nguồn, tụ lọc nguồn cũng rất to nhé. Với những chân linh kiện này thì rất khôn, rất tinh tế. Và chạy 4 sò công suất nhé các bác nhé. Với dòng sò công suất của dòng súp này thì nó cũng rất tuyệt vời rồi. Hàng xịn của Mỹ thì không bao giờ có điểm gì phải để chê. Ở đây là mặt sau nhé, mặt sau của một chiếc súp này. Nè, in rõ thông số nhé. Đây là hãng JBL nhé. Và hãng JBL được sản xuất, cái dòng loa này được sản xuất tại bang California, USA luôn này. Với model của dòng súp này nó là súp PS120. Và phần điện áp hoạt động nó là điện 230 đến 240V. Rất thông dụng khi những dòng súp bãi Mỹ mà được chạy những dòng điện 220 này thì nó cũng rất tuyệt vời, bởi vì các bác dùng thì không cần phải chạy qua đổi nguồn. Đây các thông số toàn tiếng Anh nhé các bác nhé. Đây là cắt cốt này, đây là volume to nhỏ này, đây là tín hiệu đường vào này, đây là thông số này, Made in USA này. Đây thông số những cái tem của hãng ghi theo số lô
Nói chung là nó là quá xịn, quá đẳng cấp luôn ạ. Và đây, đây là công suất. Nói chung là một sản phẩm của Mỹ thì nó là quá tuyệt vời rồi. Các bác nào dùng gia đình thì những cái sản phẩm súp Mỹ này nó rất mỹ mãn nha các bác nhé. Và các bác nhìn nhìn những chất gỗ này nhé, chất gỗ là trông thế thôi nhưng nó không đơn giản một chút nào đâu. Chất gỗ này y hệt chất gỗ của thùng loa bâu nhé, bâu xe của Mỹ nhé, nó cũng màu hơi vàng vàng nhé. Và các bác có thể ngửi cái mùi gỗ đặc trưng nhé, nó có một mùi thơm của dòng loa Mỹ. Và các bác nào có nhu cầu về sản phẩm loa súp này thì hãy alo cho em qua số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 39. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Bởi vì những sản phẩm súp Mỹ này bên em về chỉ có một quả này thôi. Nên là các bác hãy nhanh tay để được sở hữu những sản phẩm súp Mỹ rất hiếm và rất độc như thế này. Vâng, em cũng xin phép dừng video tại đây. Các bác hãy chú ý đăng ký kênh của em và ấn ủng hộ kênh của em, ấn một like nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.